được yêu, cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là một tuần nữa lại trôi qua. Và tôi là Phương Hiếu. Tôi là Miko Lan Trinh. Hân hạnh chào đón quý vị đang đến với Cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Thưa quý vị, cho phép được yêu là một sân chơi tình yêu dành cho đôi lứa yêu nhau do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng 22 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình ngày hôm nay có sự góp mặt của 4 vị phụ huynh cùng 4 chàng trai. Đầu tiên, bà Đức Vĩ, con Hiểu Phong, bà Quán Đạt, con Khéo Léo. Thứ hai, ba Minh Trí, con Thí Trung, ba Hiền Lành, con Thân Thiện. Gia đình số 3, mẹ Nguyễn Hương, con Công Toại, mẹ Hiền Diệu, con Mạnh Mẽ. Và cuối cùng, mẹ Kim Huệ, con Búc Thắng, mẹ Điềm Tĩnh, con Trẻ Trung. Đó chính là 4 gia đình nhà trai của chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta sẽ hướng mắt về màn hình để theo dõi đoạn video clip giới thiệu về nhân vật nữ chính ngày hôm nay. Kiều Bình Nhi, cô sinh viên 20 tuổi đến từ xứ sở thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Hiện đang theo học ngành hướng dẫn viên du lịch của trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist. Bình Nhi thu hút người nhìn đầu tiên bởi vẻ bề ngoài quyến rũ, ánh mắt long lanh, kèm bờ môi gợi cảm, pha lẫn một chút dịu dàng. Trong học tập, Bình Nhi đã đạt rất nhiều thành tích đáng nể như giải nhất cuộc thi nét đẹp sinh viên, giải nhất cuộc thi duyên dáng áo dài sinh viên. Bên cạnh đó, Bình Nhi còn tham gia một số hoạt động như hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi. Với những thành tích hiện tại là bước điểm quan trọng để mở ra cánh cửa đầy ánh sáng cho cô sinh viên trẻ đẹp, tài năng này. Chia sẻ về tình trường của mình trong quá khứ, Bình Nhi cho biết cô đã trải qua 2 mối tình. Tuy nhiên, cuộc tình làm Nhi đau nhất là mối tình thứ hai. Khi Nhi chứng kiến người yêu của mình có người khác, Nhi đã khóc rất nhiều. Có lẽ vì thế, đến nay, Nhi không can đảm đặt niềm tin cho người con trai nào khác. Nếu như nói xinh đẹp không thôi, thì vẫn chưa đủ với Bình Nhi. Bởi cô gái còn có nhiều tài năng khác như diễn xuất, hát nhảy, làm thơ, sáng tác truyện ngắn. Nhi quan niệm về tình yêu rằng, yêu là phải tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng quyền cá nhân của cả hai và luôn nghĩ cho người mình yêu thương. Tham gia vào chương trình Cho phép được yêu ngày hôm nay, Bình Nhi muốn nhắn gửi đến các chàng trai rằng Bình Nhi đã đợi rất lâu, người tình trong mộng nói câu yêu mình. Thế nhưng chẳng thấy bóng hình, người con trai ấy tỏ tình với Nhi. Người đàn ông của đời em ơi, anh đâu rồi? Anh có biết là em đang chờ đợi tiếng yêu từ anh lắm hay không? Hãy cho nhau một cơ hội và lập tức nói lời yêu em, để hai chúng ta cùng nắm tay đi hết một vòng trái đất này anh nha. Thưa quý vị, ngay bây giờ hãy chào đón em Bình Nhi, 20 tuổi, tại Cho phép được yêu. Lời nói đầu tiên xin cho em gửi lời chào tới anh Hiếu, chị Trinh và 4 vị phụ huynh đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Và toàn thể mọi người một lời chào trân trọng nhất. Và gia đình của em hôm nay là ai nè? Dạ là mẹ, là chị và là anh họ của em. Mẹ, chị và anh họ chào đón gia đình của Bình Nhi. Gia đình gì mà đẹp đều hết trơn, chứ không biết nữa hả? Dạ, chứ
tiên xin được gửi lời chào đến hai MC Lan Trinh và Phương Hiếu ạ. Cùng tất cả các cô bác có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Tôi tên Mỹ Hạnh. Tôi hiện là nội trợ. Hôm nay ngoài mẹ thì còn có chị họ. Chị họ thì chắc cũng phải là một quân sư. Quân sư tình yêu dữ lắm trên chặng đường hành trình yêu đương của Bình Nhi. Dạ đúng rồi. Cho phép được yêu. Vòng đầu tiên, tính cách của các chàng trai sẽ được bộc lộ qua 4 từ khóa mà các vị phụ huynh mang đến chương trình. Nhà gái phải cân nhắc thật kỹ để chọn ra một chàng trai phải dừng bước. Nào, bắt đầu ngay thôi. Dạ, nhà trai ơi, xin hãy tận dụng thật tốt thời gian của mình với những từ khóa mà mình đưa ra. Đầu tiên là từ khóa mà ba Đức Vĩ sẽ nói về con trai Hiểu Phong. Mời ba. Đểu. Trời ơi. Xong. Trời ơi, tự nhiên con bé người ta ngây thơ trong sáng như thế này mà đưa ra từ đểu. Xong, con em gái ơi, nhà người ta rồi. Em nghĩ gì về một chàng trai đểu cán? Em không thấy tương lai đâu hết. Không thấy có. Bình tĩnh. Dạ, mời, tại sao dùng từ đểu? Một cái từ mà nghe nó có vẻ nhạy cảm như vậy đối với đàn ông ạ. Thì một cái từ đểu đây là vì con trai tôi nó có một cái cá tính rất là giống tôi. Thì lúc nhỏ thì tôi cũng hay bay bướm. Thì Đạo Phong tôi là nó cũng về cái nét mặt của nó thì tóm lại là nó cũng lúc từ nhỏ mà để ra thì tôi nhìn cái nụ cười nó thấy hơi giống tôi. Là nụ cười nó chỉ cười là hơi nửa cái răng ra thôi chứ không cười hết cái hàm răng. Cười đểu. Kiểu chỉ cười là hơi múm thôi á, không cười hết hàm răng. Dạ. Cho nên phải cân nhắc trước cho bên gái có đồng ý hay sự đồng ý thì cũng tùy. Xin chào anh bên đàn trai. Khi mà nghe cái từ khóa tôi thật sự tôi sốc. Đúng rồi. Không, cái đểu từ đây là cái đểu bằng cái nụ cười thôi, không phải đểu bằng cái lương tâm. Dạ. Thì tôi cũng lắng nghe tiếp theo để xem là phía sau nó là cái gì nữa. Thì anh cũng có vẻ như là anh giới thiệu về cái phần mà anh chơi với lại cái gì của cái tuổi trẻ đó, tôi cũng lại thấy hơi hơi ái ngại. Ba lên ba giới thiệu về con trai mà vậy là tiêu rồi. Không phải là nói là cái thời đó thôi, thời cha thôi, còn thời con là chỉ giống nhau về cái nét mặt, cái nụ cười thôi. Dạ, xin hỏi anh là ở nhà anh có phụ gì với gia đình không anh? Công việc đó, thí dụ công việc nhà đó. Dạ thưa chị, thì vẫn có công việc nhà thì lo cho vợ và con và đi mua đồ về cho vợ con nấu. Thì đôi khi lúc thì thấy nhà dơ hay là điện nước mà bị hư hay là những cái dụng cụ trong nhà vậy đó thì tôi vẫn sửa bình thường và vẫn làm phụ gia đình vợ và con. Mà cô hỏi chú hả cô? Rồi hỏi có phụ làm cái gì ở trong nhà vậy? Lạ người ta, nhưng mà cô hỏi về chú chứ không phải hỏi về con chú hả? Không, tại vì người ta nói là lấy chồng thì kén giống đó con. Chính xác. Wow. Thành thử là mình phải tìm hiểu từ những cái nếp sống của gia đình trước thì mình mới đoán biết phần nào về một cái người con trong cái gia đình đó. Hay quá. Mẹ vợ quốc dân đây rồi. Sâu sắc quá. Tuyệt vời. Quá sâu sắc. Thưa quý vị, bây giờ hãy cùng đến với vị trí số 2. Xin mời ba Minh Trí, từ khóa của ba dành cho con mình là gì? Dạ, kẽm. Kẽm hả chú? Kẽm là kim loại. Kim loại á. Dạ. Kẽm, dây kẽm hả? Kẽm gai hả? Trời ơi trời. Đó. Ghê nha. Sở dĩ mà cái từ khóa là kẽm á, tại vì nó cũng liên quan đến tính cách của con tôi. Và tại vì kẽm là nó cũng thể hiện cái sự mềm dẻo và nó sống rất là tình cảm. Và bên cạnh đó thì nó cũng rất là siêng năng và chịu khó. Dạ, theo bác dùng cái từ khóa kẽm là tại vì bác muốn nói là bạn đó có một cái tình cảm. Nhưng mà đôi lúc trong nhiều mối quan hệ mình cũng cần sự cứng cáp. Thì nếu mà giữa mối quan hệ bạn trai bạn gái thì bạn đó có đủ cứng cáp để bảo vệ em con không? Nói về cái sự cứng rắn này, về cứng thì đương nhiên là người đàn ông nào cũng phải có để bảo vệ cho gia đình mình chứ. Dạ, cảm ơn chú. Và bây giờ xin mời gia đình nhà trai tiếp theo, mẹ Nguyễn Hường. Một từ khóa mà mẹ để hình dung về con trai mẹ đó là gì ạ? Về bạc.
Dạ. Bạc. Bạc hả cô? Trời ơi, bội bạc. Trời ơi. Không, hồi nãy mới kẽm xong giờ qua nguyên loại khác rồi. Không nghe kẽm mềm cho nên là chuyển qua bạc kéo cứng. Mà còn có giá hơn. Có giá hơn nha. Nhưng mà cũng có thể là bạc đẻo. Có thể là bạc tình, phụ bạc. Con trai của cô thì nó cũng chạy qua mấy mối tình. À, thế đó. Nên đó. Nó cũng kiểu là cô dùng cái từ bạc đó là cho chỉ cho thân phận của nó. Trời trời, thân phận người đàn ông. Bị phụ tình á. Lần đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam, một người đã bị bạc phận. Cô ơi, lý giải thêm được không ạ? Cụ thể một chút ạ. Thì con cô là coi như là cũng chạy qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên á, thì cũng dẫn về cho ra mắt mẹ, sửa soạn đến ngày đám cưới rồi ấy, nhưng mà cô bạn gái lại có người thứ ba. Trời. Bởi vậy nên hủy đám cưới luôn. Trời ơi. Trời ơi, gần đám cưới luôn rồi hả? Nặng. Dạ, cái này không phải là bị bạc phận mà là bị phụ bạc. Nặng quá, nặng. Xin hỏi chị là ở nhà đó chị với mẹ chồng á thì có thuận thảo không? Mẹ chồng chị có hà khắc với chị hay không? À không chị ạ. Tại hai mẹ con coi như đối xử vẫn rất là tốt, hòa thuận, thương yêu nhau. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Lần đầu tiên con thấy một vị phụ huynh mà hỏi chuyện là hỏi chuyện người lớn không? Không có hỏi vô chuyện các em. Nhưng mà chiến thuật của cô cực kỳ hay luôn. Dạ, quá nể. Và bây giờ chúng ta cùng đến ngay với từ khóa của gia đình số 4 nhé. Dạ, xin mời mẹ Huệ. Từ khóa mẹ dành cho con trai 20 tuổi của mình là gì ạ? Cô dùng một từ đó là gái. Chà, xác gái. Lịch sử của cho phép được yêu. Có không từ thiếu này gia rồi. Đình cũng không thiếu gia đình chọn từ gái để minh họa. Nhưng mà mỗi gia đình chắc chắn phải có cách giải thích khác nhau. Nhưng mà tụi con hay đoán á, là các cậu này gái gú. À, sở dĩ cô dùng cái từ gái là từ vì có một lần là con cô á, là khi mà học cấp 3, nó trốn học, nó chơi, nó đi phục pizza. Xong rồi nhà trường á, gọi điện về, có một cô dặn nó. Cô dặn nó một, hai tuần lễ cô không nói chuyện với nó. Nó biết là hồi xưa là cô rất thích bên gái, nhưng mà cô sĩ xanh của mình nó là trai. Bởi vậy một ngày hôm đó, em nó làm một người con gái, coi như là dọn dẹp, làm hết các việc, nấu những món mẹ thích ăn để coi như xin lỗi là cô. Xin lỗi mẹ. Wow. Bởi vì cái đó là kỷ niệm mà cô nhớ nhất. Dễ thương quá. Bởi vì cô mới nghĩ là như là một cô công chúa vậy đó, tại vì cô thích con gái mà. Con có một câu hỏi dành cho cô, là tại vì như cô nói là bạn nam đó rất là kỹ tính giúp con gái, cũng siêng năng làm việc nhà. Thì nếu mà bạn nam dành làm nhiều việc nhà quá thì không biết lúc đó cô nghĩ sao về con gái khi mà người ta làm ít việc nhà hơn? Em làm nó cũng quen rồi, và khi mà nó thương một người bạn gái vậy nó sẽ không để người bạn gái làm. Nhưng mà cô có đồng ý với việc đó không? Tại vì con thấy có nhiều phụ huynh không thích cái việc mà để cho con trai làm nhiều việc nhà hơn con gái. Không, cô rất là đồng ý việc đó, miễn là hai đứa thương nhau là được rồi. Rồi, cảm ơn bốn gia đình rất nhiều với bốn từ khóa. Ngay bây giờ, xin mời nhà gái hãy cho chúng tôi biết gia đình buộc phải dừng cuộc chơi tại vòng 1 này là gia đình số mấy? Dạ, xin lỗi anh, tôi từ chối gia đình có chữ kẽm ạ. Là số mấy ạ? Là ba Minh Trí, con Trí Chung 29 tuổi ạ. Vì mềm hả cô? Dạ, cái bản chất mềm yếu. Vâng ạ. Nó thấy nó không phù hợp. Dạ. Chỉ có về chữ kẽm ở đây thì nếu mà vội phân tích bạn ấy là tính cách mềm yếu thì cũng không hẳn ạ. Dạ. Nhưng mà ba, cái này con hỏi thật nè ba, mình dùng từ kẽm là tại sao ạ? Cái kẽm á, là một cái kim loại mềm, nhưng nếu mà không có nó thì nó sẽ không gắn kết được các cái khác. Nghĩa là nó là không thể nào thiếu được. Dạ. Đó, một phần tất yếu trong xây dựng. Nhưng mà riêng về tính cách của em ngoài đời, chú có nhận xét là mềm yếu không? Không. Dạ.
đó nó rất là... rất là linh hoạt, rất là uyển chuyển và rất là gắn kết, rất là dễ hòa đồng. Có lẽ với cái từ kẽm làm chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng cái lý giải của gia đình nhà trai cũng hợp lý. Tại vì muốn là một cái vật trung tâm kết nối mọi thứ lại, phải không ạ? Vậy thì bây giờ cùng chào đón Trí Trung, con trai của bà Minh Trí tại Cho Phép Được Yêu. Những gì ba nói về em hồi nãy giờ thì có đúng không? Cũng có một phần đúng anh. Cũng có một phần là phần nào đúng trong đó nè? Trong tình yêu em hơi cứng chút xíu anh. Cũng có cứng mà cũng có mềm chút xíu. Đa phần cứng hay mềm? Đa phần là cứng nhiều hơn. Đa phần là cứng, vậy sao ba em không nói em là cái khác? Ở nhà hai cha con có bàn với nhau không? Dạ có em. Có luôn hả? Em thống nhất là em chọn kẽm luôn. Dạ. Ừ thôi vậy dám làm dám chịu nha. Ừ. Thưa quý vị, tôi tin rằng là dù chúng ta được sinh ra như thế nào thì chúng ta cũng sẽ có một cái phiên bản hoàn hảo đang chờ đợi mình ở một cái khoảng đời nào đó. Nhưng không phải ngày hôm nay thôi. Bye bye ha. Chúc chú của em nhiều sức khỏe cũng như sớm tìm được tình yêu cho em để chú được vui nha. Gửi lời chào đến gia đình, một tràng vỗ tay ạ. Cho phép được yêu. Thật đáng tiếc khi phải chia tay gia đình số 2 với từ khóa kẽm. Chỉ còn lại 3 chàng trai, liệu ai sẽ là người đáp ứng được kỳ vọng của gia đình Bình Nhi? Hãy đến với vòng thứ 2 ngay bây giờ. Ngay bây giờ, hãy cùng hướng mắt lên màn hình và xem bà Đức Vĩ giới thiệu về con trai Hiểu Phong như thế nào. Hữu Phong năm nay là 24 tuổi, nghề nghiệp của nó là kinh doanh môi giới bất động sản. Thì công việc con của tôi là cứ gặp khách hàng hàng ngày, đôi khi nó cũng 9-10 giờ tối mới về. Có lúc nó bán được cái mảnh đất về khoe tôi. Tôi hỏi số tiền ở đâu? Ba ơi, số tiền đó con đi chơi du lịch rồi. Thằng này tính gì đó mà nó ngang bướng lắm, làm có làm giỏi thiệt, nhưng mà tiền không có trình dụm. Thì tôi với lại vợ tôi cũng muốn kiếm một bạn gái cho Hữu Phong để giữ tiền cho nó, chứ một mình nó làm có bao nhiêu tiền nó không biết giữ. Hiểu Phong con tôi nó cũng tướng tá thì tương đối là cao, điển trai, ngon lành gành đào lắm. Còn sở thích con của tôi nó thích là thể thao, đi du lịch hoặc đi nhã ngoại. Đôi lúc thì nó cũng thích đi phượt. Từ lúc tôi lấy mẹ của nó cũng vất vả lắm. Là một người Nam người Bắc mà. Sau này thì Hiểu Phong lên cấp 3 thì gia đình tôi mới chuyển vô Nam. Trước giờ nó cũng đã quen được 3 mối tình rồi. Nó cũng dẫn về, nó cũng khoe ba mẹ, nó hỏi. Đôi khi nó nói ba mẹ ơi con ăn đứa này được không, rồi cách 1-2 tháng sau ba mẹ ơi đứa này ba mẹ thấy sao. Thì tôi với vợ tôi mới nói cái đó là do con quyết định. Mong sau chương trình này tôi có mong là con tôi tìm được một người bạn gái để tìm hiểu và xây duyên với nhau. Con à, biệt thự nhà lầu Hữu Phong thì không thiếu đâu, nhưng mà chỉ thiếu cái gật đầu của con đó. Bây giờ chúng ta hãy đến với đoạn video clip của mẹ Nguyễn Hường giới thiệu về con trai Công Toại. Xin mời. Ôi. Wow. Mai Gu. Năm nay 28 tuổi, làm kế toán được 5 năm, công việc cũng được ổn định. Toại của cô thì dáng vẻ cao ráo giống như kiểu Hàn Quốc, tóc tai cũng xì tin lắm, trông đẹp trai. Nhìn cái nhân dáng ha. Toại tính tình nhút nhát, hiền lành. Có bữa Toại đi uống cà phê, cô bạn đến hỏi thăm xin số điện thoại. Toại sợ quá, tính tiền phải chạy về luôn. Khoe với mẹ còn về còn kể cho mẹ nghe này. Buồn cười quá, tôi cười hoài. Thỉnh thoảng tôi còn nhắc lại cha gì mà sao mà nhút nhát vậy. Không biết mặt có đẹp không nữa à. Toại thích mẫu người kiểu hiền lành, lễ phép và biết thương cha mẹ, thương anh em, biết nấu nướng để phụ giúp cho mẹ.
có mấy căn nhà để cho thuê. Cuộc sống thì cũng ổn định khá giả. Bây giờ chỉ mong Toại lập gia đình để ổn định, có nàng dâu. Công Toại đã công thành danh Toại, chỉ thiếu mỗi số điện thoại của con thôi. Nhi ơi! Nhi, bình tĩnh Nhi, tỉnh táo, mình không có chia sẻ được. Nếu Nhi không thích thì chắc cũng còn cái gì. Cho em! Thấy chưa? Và bây giờ, chúng ta cùng xem là mẹ Kim Huệ giới thiệu về con Quốc Thắng 20 tuổi như thế nào. Xin mời. Quốc Thắng năm nay 20 tuổi, sinh viên năm thứ 2, đại học công nghiệp. Sở thích rất là đam mê âm nhạc, từ mày mò đi học guitar. Đặc biệt là biết nấu ăn. Nhiều khi mà bố mẹ bận rộn không có nhà đó, Quốc Thắng sẽ ở nhà dọn dẹp, nấu ăn cho bố mẹ ăn. Quốc Thắng nó giống như là một cụ non vậy đó, rất là thích uống trà và cà phê. Nó không có thích những thức uống có cồn như bia và rượu. Nó thích cuộc sống lành mạnh. Khi mà có chuyện gì buồn, nó không bao giờ mà lộ ra cho cha mẹ biết, âm thầm ở trong phòng một mình. Bố mẹ rất là biết là em rất là buồn, nhưng mà cũng không hỏi, cho em nó tự do. Cái yêu của Quốc Thắng á, không cần là một cô gái hoàn hảo, chỉ cần là người đó biết quan tâm và biết chia sẻ với em nó mỗi khi mà em buồn. Quốc Thắng nhà mẹ tướng rất là to, cao. Cô thấy Quốc Thắng và con rất là đẹp đôi. Cô cũng mong con hôm nay cho Quốc Thắng một cơ hội để hai người quen biết và tìm hiểu nhau. Ngoài kia trăm ngã lối về, nếu chưa ai đón thì về với Thắng nha con. Yêu con. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời nhà gái hãy cho chúng tôi biết gia đình mà quý vị buộc dừng lại tại vòng 2 của Cho Phép Được Yêu là gia đình số mấy? Gia đình số mấy ạ? Xin lỗi chị số 3. Hả? Thưa quý vị, điều kỳ lạ đã xảy ra. Cứ tưởng rằng gia đình số 1 nằm trong tầm ngắm nhưng không. Gia đình số 3 đã bất ngờ tuột phong độ. Lý do tại sao ạ? Dạ, xem cái clip thì thấy cháu nó rất là dễ thương. Và cái dáng vóc nó cũng phù hợp với con bé gái nhà tôi. Thế nhưng mà thấy có một cái là cháu nó hơi nhút nhát quá. Dạ. Mà thời giờ mà nhút nhát quá thì nó ra xã hội nhiều cái nó nhiều khi nó khó khăn lắm. Dạ. Phải bảo vệ gia đình mình rồi phải này dạ, cái nọ nhiều rồi. Dạ. Ngay từ đầu là cô đã không có thích đàn ông mềm yếu rồi. Vòng một cô loại chữ kẽm, mọi người nhớ không? Lần này đó bạn lại nhát gái nữa. Có con là mạnh mẽ, con chịu được. Vậy thì bây giờ hãy cùng gặp gỡ với con trai Công Toại của mẹ Nguyễn Hương tại Cho Phép Được Yêu. Fan em mà sao nghe kêu la dữ. Mình họp fan đó mọi người. Sẵn tiện mời chị gái Ngọc Huyền xuống đây chơi. Em đứng đây nha. Em đứng đây chắc chắn rồi. Rồi bắt tay giao lưu cái chứ hả? Có lẽ là cho cha anh hỏi là phải gu em không? Dạ, mai gu. Mai gu. Trời ơi. Con bé này nó không hề suy nghĩ gì hết. Bình tĩnh, mình phải mổ xẻ cái câu chuyện cũ trước rồi mới kết hợp chuyện mới được, đúng không? Yeah. Vậy thì cho anh hỏi Toại nè,
Khi mà nghe bên nhà gái nhận xét là do em nhát gái và cái tính nó không được mạnh mẽ để bảo vệ cho bạn gái tương lai của mình á, thì em thấy như thế nào? Trước tiên thì cho em xin phép em chào phụ huynh bên nhà phụ và phụ huynh bên của em Nhi, chào anh Hiếu, chào chị và tất cả quý vị khán giả. Hồi nãy có ngồi trong phòng á, thì có nghe bên cô chia sẻ là cái lý do mà vì sao mà cô loại á, thì em nghĩ cũng đúng thôi. Tại vì người mẹ nào cũng muốn cho con gái của mình hạnh phúc thì phải có một người đàn ông giống như là mạnh mẽ, rồi nói chung là cứng rắn để bảo vệ cho con của mình. Nhưng mà con cũng thưa với cô là trước đây thôi, bây giờ thì con dám lên đây mà tìm người yêu á, thì giờ con đã cứng rắn lắm rồi. Dạ. Rồi, chứ bây giờ chuyện cũ mình xử xong, giờ xử chuyện mới nè. Sao giờ sao? Ý Huyền sao? Em thì sao cũng được. Nhưng mà phải đúng ý em nha. Vậy ý của Toại sao? Bây giờ đó có cô gái muốn ngỏ ý là thích bạn. Bạn thấy cổ sao? Không, mấy giờ em không được chị luôn hả chị? Hả? Ừ, em không được chị luôn. Gả luôn em. Em ừ cái là dắt tay cổ đi về liền. Vậy là em không có về một mình. Đúng. Không. Vậy thôi, đi một mình, đi với mẹ rồi. Mà hai mẹ con nói là về là phải ba người chứ không hai người nữa. Được, chịu. Em chịu không? Chịu. Mời mẹ xuống đây ạ. À. Đi hai đứa dẫn mẹ xuống mẹ đây. Mẹ ơi, hai đứa dẫn mẹ xuống. Trời ơi, ơi. Hai đứa đứng quá hả? Xinh đôi. Nha. Dạ. Tại sao thay đổi quan điểm? Thật ra cái gu này với gu này khác nhau nha. Nha. Dạ. Thì nói chung về Nhi á, thì thứ nhất mình thấy là nhẹ nhàng, dịu dàng, và đặc biệt cái này giống như là mong manh dễ vỡ. Ừ. Rất cần được sự bảo bọc che chở. Còn về phía bên Huyền á, thì có vẻ là trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn chút. Thì nói chung giống như là nhiều khi công việc em phải đi xa nhà, Huyền thì mạnh mẽ hơn thì có thể là ở nhà chăm sóc, ví dụ như sau này có con, chăm sóc con cái, việc nhà đâu được. Còn bên đây thì nhiều khi sợ hơi nhớ, rồi hơi buồn, rồi khóc nữa. Hai người thì có hai cái khía cạnh khác nhau. Theo dõi nãy giờ thì em có điều của tình cảm. Thì dạ. Em không được, em không chịu thì chị chịu cũng được. Dạ. Đó là những chia sẻ của công Toại. Nhưng thưa mẹ, bên nhà gái, mẹ nghĩ như thế nào về một chàng trai dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình trong vòng một giây như vậy ạ? Gán cho cậu ấy cái tội là thay đổi thì cũng không đúng lắm. Tại vì như thế này, trước khi lên chương trình thì cậu đó cũng chưa có biết con gái tôi. Dạ. Đấy, đến đây thì bây giờ mới biết. Thì ông cũng là cái duyên, tự nhiên chị nó lại đi chung cái chương trình này thì dạ. Là cái duyên của nó thôi, chứ không có nói cậu ấy thay đổi thì cũng tội cho cậu. Hồi giờ cậu đâu đó thề non hẹn biển gì với con gái tôi đâu. Dạ, hay quá, phụ huynh tâm lý. Vậy bây giờ chốt lại nè, Huyền ơi. Dạ. Em có muốn theo anh Toại thiệt không? Dạ, thiệt. Yeah. Rồi, thể hiện tình cảm. Bây giờ phải thể hiện tình cảm em từng nhát gái đúng không? Bây giờ em phải làm sao cho em không còn nhát gái nữa mới cho em dắt tay ra khỏi sân khấu này. Hôn đi. Tâm lý quá hả? Nhanh lại đây. Nào, nhìn vào mắt nhau. Nhìn vào mắt nhau. Nhanh lên. Anh chỉ đếm tới 5 thôi, nếu mà 5 giây không làm. They say a thousand words, I've heard them all before. The ones who nắm tay nhau, nắm tay nhau. Dạ, một lần nữa chúc mừng mẹ. Mặc dù chúng ta đến đây tìm cô con dâu kia, nhưng mà được cô con dâu này thì cũng được.
Và tại vì cô này cũng tinh tế, thông minh, nãy giờ tư vấn cũng hay lắm. Chúc cho gia đình mẹ hạnh phúc và sớm có con nối dõi tông đường. Dạ, xin mời gia đình mình. Yeah. Vào nhà dẫn vô nhau luôn. 2, 3. Cho phép được yêu. Trải qua 2 vòng tranh luận quyết liệt với những quan điểm đầy thú vị, chương trình Cho phép được yêu hôm nay còn lại 2 chàng trai chiếm được cảm tình của gia đình Bình Nhi. Liệu chàng trai nào sẽ trở thành chàng rể nhà gái đây? Vòng 3 hứa hẹn đầy sự gay cấn sẽ bắt đầu ngay sau đây. Ngay bây giờ hãy cùng đến với chàng trai đầu tiên xuất hiện tại sân khấu này, đó chính là Hiểu Phong, con trai của bà Đức Vĩ. Dành hai em tìm hiểu nhau, bắt đầu. Em có nghe là ba anh nói là anh làm về sale bất động sản. Đúng rồi. Thì không biết là ba anh nói là anh về cái tính hơi lăng nhăng một xíu, cái đó có thiệt không ha? Thực ra ba anh nói vậy thì cũng có một phần đúng á. Tại vì công việc của anh á là tiếp xúc hàng ngày rất là nhiều người, nhưng mà phần lớn là cái đó là người ta áp đặt lên cho anh, người ta nói anh thôi, chứ anh thì không phải là người như vậy. Tại vì đôi khi người ta nói nhiều quá thì mình cũng đại cho có như vậy. Theo anh thì anh muốn em là một người kiểu ít nói hay là nên chủ động nhiều hơn? Đối với anh cái này anh chỉ góp ý thôi, chứ anh không có áp đặt hay là muốn em như vậy. Nhưng mà cái gu của anh thì giống như là kiểu là người con gái là thích nói nhiều với anh. Dạ. Nhưng mà nói ít lại với người ngoài. Anh cũng biết là em 20 tuổi đúng không? Dạ. Em trải qua 2 mối tình. Mối tình nào là ở đọng lại sâu sắc nhất cho em? Chắc là mối tình gần đây nhất là thứ hai thôi. Em cũng hơi buồn khi mà nhắc đến, tại vì nó cũng cho em nhiều ký ức không tốt đẹp gì. Nên em cần một người trưởng thành hơn và em cần sự an toàn khi ở cạnh người đó. Em sợ bị cắm sừng lắm. Tức là em sợ bị lăng nhăng đúng không? Nên em mới hỏi anh. Anh thì anh đã bảo cho em luôn là anh không có lăng nhăng. Tại vì là người ta áp đặt lên anh thôi, chứ anh thật sự là không như vậy. Thì em 20 tuổi thì em trải qua 2 mối tình á. Đối với anh nó khá là nhiều. Còn mà riêng bản thân anh là đã trải qua 3 mối tình rồi. Mà mối tình bắt động lại cho anh nhiều nhất là mối tình đầu tiên. Còn 2 mối tình sau á, anh cảm giác được là mình bị cái mối tình thứ nhất á, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Dạ. Nên là anh quyết định bây giờ là anh nó sao ta, nó khó bị mở lòng á với người khác. Nên là anh muốn tham gia chương trình này để có thể gặp em, để cởi mở nói chuyện với em nhiều hơn. Cho phép được yêu. Thế bây giờ hãy cùng gặp gỡ với Quốc Thắng, con trai của mẹ Kim Huệ. Bây giờ 3 phút dành cho hai em tận dụng thời gian tối đa nha. 3 phút bắt đầu. Chào cậu. Chào Nhi nha. Lần đầu gặp Nhi thì thấy Nhi dễ thương, đáng yêu và có gì đó nó ngây ngô. Cảm ơn. Hôm nay á, xem đó lời khen không vậy? Phải lời khen chứ. Hôm nay á, Thắng tới đây á, Thắng không đem đàn. Tại vì á, Thắng muốn tiếng nhạc của Thắng á đàn cho Nhi nghe lúc mình đi về. Không sao, Thắng đem Thắng tới đây là được rồi. Không biết Nhi nghĩ Thắng sao? Thì hồi nãy coi trong clip á, thì Nhi nghĩ là Thắng nhìn nhỏ con, nhưng mà ra ngoài thì
Đi chơi quá. Về mà cái giờ giấc của Nhi mà đi học hay là đi làm á, thì buổi tối thường có ở nhà không? Nếu Nhi mà có ở nhà buổi tối thì đợi hắn về, hắn nấu ăn. Trời ơi! Ghê trời! Ok. Tuổi trẻ tài cao quá. Tuy còn trẻ nhưng mà Thắng rất hiểu chuyện. Và Thắng nghĩ Thắng sẽ làm được nhiều hơn ở độ tuổi 20. Wow! Ôi! Này chắc dính thiệt quá à. Nhưng mà... sao Nhi rung quá vậy? Kiểu như đứng trước trai đẹp nó bị khớp á. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần vô cùng gây cấn và hồi hộp. Đó chính là phần trình báo vật. Ngay bây giờ, Nico Lan Trinh xin được mời mở báo vật của nhà ba Đức Vĩ và con trai Hiểu Phong. Yeah. Cái gì ta? Một cái hộp chữ nhật. Nó từng tiếp xúc với vàng này anh. Từng tiếp xúc với vàng hả? Thật đấy. Cái anh có dính vàng không ta? Từng tiếp xúc với vàng kìa. Rồi em biết rồi. Một cái khối hình chữ nhật. Cục bê tông. Không, một cái khánh. Cái khánh vàng. Xác ứng cái gì đó trong đó. Mà tạ tạ này là là một cục tạ. Hả? Đúng rồi. Cái chắc chắn. Cái gì cái? Ủa cái gì vậy? Dạ thưa quý vị, đây là một chiếc cân ạ. Thì cái cân này chắc chắn là đem lên đây là sẽ ngạc nhiên đúng không? Chính dạ. Xác. Không có gì ngạc nhiên cả. Nếu như mà con gái bên chị kia về làm mà dâu bên đây, thì con trai của tôi á đảm bảo là dù cho con gái của chị ăn bao nhiêu, ăn nhiều cũng không mập. Ăn uống thế nào không, cũng không mập. Chắc chắn. Tại sao ạ? Tại sao vậy chú? Con thắc mắc. Đang thắc mắc cái cân là cân thần kỳ là đứng lên nó không nhảy kim hay sao ạ? Không phải là không nhảy kim, nhưng mà đây là con tôi đã có cách lo hết. Ủa sao hay vậy? Tự nhiên em đang là sale bất động sản mà có làm gì thẩm mỹ. Ủa em không lẽ là em biết hút mỡ? Không phải biết hút mỡ, tại vì con của tôi á, nó là tại nó quen nhiều người nó hiểu. Thực chất ra là cái cân này đã từng tiếp xúc vàng thật. Đã từng cân vàng thật. Hả? Dạ, thì cái cân này nó rất là ý nghĩa. Nên là ba em mang đây để muốn nói lên là cái sự quan tâm á, ví dụ như là em có về chung nhà với anh á, thì anh rất là quan tâm chăm sóc em, luôn luôn cho em được một cái vóc dáng y như ý muốn như vậy. Thưa quý vị, và bây giờ hãy xem gia đình còn lại mang đến báu vật gì. Mời gia đình số 2. Nó có chân nha. Có cái chân. Nó có chân có tai nữa. Có con rít. Ê mà đụng vô là nó di chuyển nè, đụng vô di chuyển nha. Trời ơi cái con... Một con cún. Hả? Con cún con. Nó sao nó không sủa? Con ơi. Con cún con mà biết sủa gì bà nội. Sao nó không kêu? Chết tích. Con kêu. Con gấu. Con gấu hả? Con gấu, gấu bông. Không, gấu này không phải bông đâu, gấu này có thể là gấu xi măng á. Xi măng. Giờ mở nha. Ôi. Đó là con cún, con gì? Ê. Lật đật. Con lật đật này là tượng trưng cho là Thắng, dù màu ngoài đời sóng gió bao nhiêu, Thắng cũng sẽ đứng dậy được. Và khi mà có tình yêu với cô gái này, dù mà có vấp ngã bao nhiêu, Thắng cũng sẽ đứng dậy một cách mạnh mẽ. Hay quá! Và đó chính là hai món báu vật và ý nghĩa đằng sau. Vậy thì bây giờ xin hãy trả lời để nhà gái hiểu rõ hơn lý do tại sao không nên chọn gia đình bên kia.
À, theo em nghĩ là chị không nên chọn gia đình bên này, từ vì khi mà gia đình bên đó là muốn cho con chị ăn và sẽ mập lên. Ừ. Mà mập quá thì nó sẽ xấu, không đẹp. Ừ. Con của chị này á còn sống phụ thuộc vào gia đình. Còn con của tôi là đã trưởng thành, biết làm ăn, biết kinh doanh và biết giao tiếp với cuộc sống. À, con em tuy là còn nhỏ nhưng mà cháu biết tự lập từ nhỏ rồi, là không có phụ thuộc vào cha mẹ nhiều. Gia đình bên đó tuy là anh chàng này có lớn hơn con em nhiều, nhưng mà chị cứ nghĩ đi, lúc đầu gia đình anh có cái từ đẻo như vậy, khi mà con chị mà về mà làm dâu bên đó đó thì sẽ coi như là cái hạnh phúc nó không được trọn vẹn. Thực chất ra cái từ đẻo đấy thì con cũng đã giải thích rồi. À, còn cái vừa nãy là theo cô nói là cái cân này có ý nghĩa là tức là nuôi cho bé Nhi mập lên, là không phải. Cái cân này ấy, nó biểu thị tất cả các thông tin về tham khảo trọng lượng cơ thể cũng như là một chế độ ăn uống theo khoa học luôn. Đó là tụi con muốn là chăm sóc, thể hiện tình cảm chăm sóc cho bé Nhi chứ không phải là nuôi cho bé Nhi mập lên. Nhưng mà con chăm sóc như vậy á thì bé Nhi nó sẽ mập, và tất nhiên nhiều cholesterol nó sẽ mập lên, nó sẽ không tốt. Còn như nếu mà theo con của cô đó là sẽ đi tập gym, tập thể hình rồi tập thể dục là sẽ tốt hơn, lành mạnh hơn. Nếu như về mặt dinh dưỡng của bên gia đình bên đây có thể đáp ứng được cho Nhi thì bản thân em cũng có thể làm được những điều đó. Và anh làm bất động sản thì công việc của anh sẽ rất là bận rộn, nhưng không có nghĩa là em thảnh thơi. Em cũng sẽ bận rộn nhưng em vẫn chừa thời gian để nấu cho Nhi một bữa ăn chất lượng cũng như tập thể thao. Cái bận rộn ở đây là không phải bận rộn là cái về cái đi chơi, bận rộn là bận rộn về công việc, nhưng vẫn sắp xếp được thời gian, vẫn lo cho con của chị. Con thưa chú cũng như là thưa cô, thưa anh cũng như thưa mọi người ở đây. Lúc trước em đã có, lúc nãy em có nghe là cái cân này dùng để đã từng cân vàng, cân bạc. Ừ. Nhưng tại sao dùng cái cân đó để cân Nhi? Tại vì theo em, Nhi quý hơn cả vàng cả bạc. Trời đất ơi. Ơi. Hớ, bị hớ rồi thấy chưa? Nói gì đi. Không, em định chờ cái câu đấy để chốt lại câu cuối cùng, nhưng mà bạn ấy nói thì nhân tiện đấy cũng cảm ơn bạn. Tại vì anh nghĩ là ở cái tuổi của em á, tuy là nó cùng trang lứa với Nhi, nhưng mà chưa chắc thì tuổi đời trải qua mối tình ấy thì em chưa có kinh nghiệm nhiều đâu. Anh nghĩ là anh sẽ có thế mạnh nhiều hơn. Nếu nói về mặt trưởng thành á, tuy con 20 tuổi nhưng con nghĩ con có thừa. Tại vì con đã tự lập cũng như là tự trang trải mọi thứ từ nhỏ. Cho nên á, cho dù anh có lớn tuổi hơn em 4-5 tuổi đi chăng nữa, nhưng em nghĩ những gì em trải qua nó cho em học được nhiều hơn là những gì ở tuổi em. Ok. Bây giờ một câu cuối cùng, hãy chốt bằng một câu nói mạnh mẽ nhất. Nếu sau này con chị về làm con dâu của tôi hứa là con của chị sẽ thành đạt hơn là những gì chị đang nghĩ. Ok. Dạ, thưa cô, cũng như là thưa anh, con xin hứa nếu như Nhi mà về bên gia đình của con, không những Nhi sẽ thành đạt, mà Nhi cũng sẽ thoải mái hơn về tâm hồn. Tại vì con là một người thích âm nhạc và thích tất cả mọi thứ về những cái về tâm hồn. Cho nên con nghĩ về đây là hợp nhất. Ok. Thời khắc cũng đã đến rồi, hãy cùng xem là màn lộ diện cuối cùng này có mang lại bất ngờ cho tất cả chúng ta hay không. Ngay bây giờ, nhà gái thân mến, hãy cho chúng tôi biết giữa Hiểu Phong và Quốc Thắng, đâu là cái tên mà gia đình cho phép được yêu? À, xin lỗi con gái, mẹ thấy ánh mắt của con dành đến một người, nhưng mà mẹ lại không muốn chọn người đấy cho con. Hả? Tự vì mẹ sẽ chọn. Mẹ sẽ chọn gia đình số 4. Quốc Thắng, con của mẹ Kim Huệ. Nhưng liệu rằng điều này có chắc chắn hay không? Hãy xem là sau 5 tiếng đếm thì phản ứng của Bình Nhi như thế nào. 5 4 3 2 Không vào à? Không vào mà còn bước lùi nữa kìa. Vậy thì mời đại diện nhà gái cùng với Quốc Thắng ra đây ạ. Yeah.
Dạ thưa mẹ. Tại sao? Con rể quý của nhà mà đầu tiên mà lần đầu tiên có một người mẹ vợ mà đích thân đi ra đón luôn, có nghĩa là rất quý. Nhưng mà cũng nhìn thấy được gương mặt của em lộ rõ sự thất vọng. Thật ra là phải hỏi lý do từ cô trước. Cô biết là con gái cô thích chàng trai kia, nhưng mà cô vẫn chọn chàng trai này. Mà cô phải xin lỗi con gái cô trước đó luôn. Tại vì sao vậy ạ? Tại vì cha mẹ thì lúc nào cũng lo cho hạnh phúc của con cái. Con cái nhiều khi nó nhìn chưa có được thấu đáo lắm về tất cả mọi cái trong cái con mắt của nó. Bất chợt một cái lúc nào đó thì nó chưa thể nhìn thấy hết được. Nhưng mà là cô biết con gái cô sẽ chắc chắn là thích chàng kia hơn. Không, tôi đoán chừng vậy thôi. Tại vì tôi thấy bạn ấy, hồi nãy con gái tôi nó nói là nó hơi bối rối khi nhìn cái bạn kia. Cô hay quá. Nó hơi bối rối nhìn bạn kia là tôi biết là nó cũng hơi có một chút gì sao động trước người bạn kia. Vậy thì vì sao cô lại chọn chàng trai 20 tuổi thay vì một chàng trai vững vàng, có công việc và 24 tuổi đủ tuổi trưởng thành hơn? Thực ra thì cái lựa chọn của tôi có lẽ sẽ khác nhiều người. Nếu mà được làm dâu một trong một gia đình có một cái nền coi như là kinh tế vững chắc như thế đó, thì cuộc sống của con tôi có thể nó sẽ được đầy đủ và sung sướng. Thế nhưng mà sự đời thì không biết như thế nào. Tôi thấy cháu Thắng đây đó thì nó tuy là còn trẻ tuổi nhưng mà nó là một người biết tự lập. Nó thực sự là một người đàn ông của gia đình. Đó. Nó làm được tất cả mọi cái và rất là có hiếu với mẹ. Đó. Thì làm cha mẹ chỉ muốn con mình là lấy được một người chồng là coi như là biết chăm sóc, chăm lo cho con gái của mình. Và từ cái chăm lo đó thì gia đình sẽ hạnh phúc và nuôi con cái nó sẽ tốt, nó tốt hơn. Tôi thích những cái tiếp người đàn ông của gia đình hơn là những người thành đạt về kinh tế. Mặc dù nghèo cũng vẫn chịu. Không đến nỗi nghèo ạ. Không đến nỗi nghèo như cháu đây thì nó không phải nghèo. Tôi đâu có dám nói là một túp lều tranh mà hai trái tim vàng đâu. Thời bây giờ là mình phải có cái đôi bàn tay mình tự lập như cháu đây là không, sẽ không sợ đói. Dạ. Biết làm nó không sợ đói. Bình Nhi thân mến, nghe mẹ nói như vậy thì em có đồng ý với mẹ không? Dạ, thì em thấy bạn Thắng là một chàng trai hoàn hảo. Nhưng mà em không quyết định lựa chọn là tại vì em đã từng quen một người ở cái lứa tuổi như vậy rồi. Và em sợ cái điều đó lặp lại một lần nữa. Nhưng mà mặc dù mình không có thể bắt đầu mối quan hệ ngay lập tức ở đây, nhưng mà mình vẫn còn thời gian mà. Em không đi vào cùng với Thắng ra đây nghĩa là em chọn chàng trai nhà kia? Có không? Không phải luôn. Có nghĩa là trong bốn chàng trai của chúng tôi ngày hôm nay em có tình cảm với ai không? Dạ có, bạn đi về rồi. À, bạn số mấy? Số 2 hay số 3? Bạn đi cùng chị Huyền á. Bạn mà chị em chịu á hả? Trời. Vậy sao em chịu cho người ta đi tỉnh bơ vậy? Dạ. Sao em chịu cho chị em dắt đi dễ quá vậy? Sao em không giành lấy tình yêu của tuổi trẻ lại vậy? Con nghe con quá à. Thế mẹ từ chối thì con nghe lời mẹ hả? Thôi mẹ. Em ơi, ủa chị em thì chị em tình yêu là phải giành giật. Lạ quá hả? Có thể là của em. Có thể đó là cái cảm xúc nhất thời thôi. Nên là em thì muốn tìm hiểu một cách nó lâu dài thì vậy mới an toàn để mình treo thân gửi phận cho một người được. Nên là em chưa tin tưởng lắm. Bây giờ ý kiến của em như thế nào khi mà em thấy sự lựa chọn này? Nhà gái thì đồng ý nhưng mà Bình Nhi thì sợ cho nên là cũng không dám lựa chọn. Bản thân em cảm thấy thật là bất ngờ. Dạ. Em rất là bất ngờ. Tại vì em nghĩ cái mà em có hơn được nhà trai bên kia đó là sự chân thành. Đúng. Và em nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, chương trình này cho chúng ta một cơ hội để gặp nhau. Chính xác. Nhưng để đến được với nhau hay không thì xíu nữa về cho hắn số phone. Là em vẫn quyết tâm để duy trì. Em là lật đật mà. Em là lật đật mà. Wow, tuyệt vời. Tôi thích cái kết này. Và bây giờ còn nói gì nữa, mời gia đình lên giữa ạ. Mời bố, mời mẹ luôn ạ. Hay da. Thưa quý vị, tôi phải gọi hôm nay là một cô số ơi, của Cho Phép Được Yêu. Mà cảm xúc lộn xộn, nó đang xen trái ngược nhau, niềm vui đó nhưng cũng là nỗi buồn đó. Ngày hôm nay thì Miko mới thấy là
các bạn trẻ bây giờ đang độ tuổi 20 cũng có những cái luồng suy nghĩ rất là khác lạ. Có thể chúng ta không hiểu và thậm chí có thể là khán giả theo dõi truyền hình cũng sẽ không hiểu. Chỉ có các em ở trong cái độ tuổi này sẽ có thể nắm bắt được tâm lý của nhau. Nên nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về tâm lý của tình yêu từng độ tuổi thì hãy đến với chương trình Cho Phép Được Yêu. Cho Phép Được Yêu là một chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện. Đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi, đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, anh Phương Hiếu và dì Miko Lan Kinh xin chào và hẹn gặp lại. Cho phép được yêu. Bé, cho phép được yêu. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.